Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký, cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Papyr. Thì để tham gia game này, các bạn click phần link mô tả dưới video, mình tìm tắt chatbot nè. Rồi, mình sẽ get được 180 triệu token Papyr. Rồi bấm continue. Video đầu tiên, các bạn join kênh group kênh Challenge. Rồi bắt đầu join tiếp kênh Challenge nè các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè, follow Twitter và Twitter nè. Trên Twitter nè, bạn theo dõi nè các bạn. Rồi bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho bạn viết cái game nè. Các bạn tăng dài người bạn mình vào các bạn, test like nè. Dự án này mới ra chứ các bạn. Sẽ nó có một Twitter, một cái mặt. Nhờ bạn mới đắp lên nè. Rồi bạn bấm vào submit tên nè các bạn. Rồi nó có cho anh kênh group kênh trailer không thì bạn vào kiểm tra nha bạn. Chưa các bạn. Rồi bạn bắt đáp đây các bạn, bấm done. Sau đó các bạn submit nghị quyết in nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ngàn. Các bạn nhập dạng avatar nè, nhập dạng một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tweet nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Các bạn cho bot nè. Sau đó các bạn submit địa chỉ GBNB sẽ mà trên B20 trên YouTube Black cho tất cả các bạn. Là cho bot nè. Rồi, sau đó bạn bấm vào khâm Black nè các bạn. Rồi, bạn bấm balance để giết số cầm tiếp được nữa. Ok, bạn đã nhận được 18 triệu token Papyr. Các bạn nhiệt lên ghép share trong bè cho người thân lấy token các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.